Đồ nghề Nhật Bãi Vĩnh Phước xin kính chào anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay 9 tháng 4, mình có một số đồ nghề báo giá công khai với anh em. Anh em thấy thích món nào phù hợp với công việc của mình thì chốt theo mã số và liên hệ qua tin nhắn hoặc điện thoại 0918 249 643. Hình thức mua bán bên mình: hóa đơn trên 400k chuyển khoản mình bao ship, dưới 400k ship code cộng phí vận chuyển là 25k. Rồi mình vô mã số 1 là dây điện nguồn nha. 80k. 4m25, dây 15A. Makita. 3 gột. Này của Makita. Số 1 80k. Mã số 2 48 85k 12A. Dây Makita. Mã số 3 8m. Sợi dây này 8m nha. 130k. 12A. 3 gột nha. Mấy dây điện nguồn này mình đo hết rồi, không có đứt nha. Liền mạch hết rồi mình mới bán đó nha. Mã số 4, 4m8. 80k. 15A. Dây Hitachi. Hitachi. Mã số 5 48 15A. 90k. Dây Hitachi. 3 gột. Mã số 6 4m4 12A. 65k. Dây Hitachi. 3 gột. Nó có ghi ampe ở đây nha. Ghi ampe này. Mã số 7 5m2 15A. 95k. 3 gột. Dây Makita. Dây Makita ghi em bé ở đây. Mã số 8 4m8 70k 12A. Dây Hitachi. 3 gột. Mã số 9 4m8 90k 12A.
Về ghi ubi nha. Ghi ubi nó dẻo. Dẻo hơn Hitachi với Makita luôn nè. Dẻo dễ sợ, cao su dẻo hơn luôn. Ghi ubi. Logo ghi ubi. Ba gột 48 90k. Mã số 10. 4m7 12A. 65k. Makita. 2 gột. Mã 11, 4m, 12A, 75k. Gilby. 3 gột. Mã 12, 70k, 4m8, 12A. Dây Hitachi. 3 gột. Mã số 13, 250k, 2 viên đá. Đá màu cam. Cái này muốn đẹp về mấy anh lấy cục sữa đá sửa chút xíu là đẹp. Một 150 mà nó ngon hết. Còn 43 nha, 43 có chỗ, 43, 44, gần 44, 44 luôn á. Là nó mòn hết 6 ly, sử dụng hết 6 ly rồi nha. Lỗ cốt 10 ly nè. Đóng cái nòng này ra là 13 ly rưỡi, 13 ly, ý 12 ly 7, 12 ly 7. Viên đá mài hợp kim độ mạnh 800. Cục đá 120, viên đá mịn này 130 là 250 nha. Độ mạnh 800. Mấy anh phải mài thô trước rồi mới qua mịn. Độ mịn này 800 này nó mòn chậm lắm. Vừa mòn vừa bóng 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 luôn á. Bóng nhẹ. Chứ chưa có bóng lắm nha. Bóng lắm phải khoảng 2000. Độ mịn 2000 mới bóng. Mã 13, 250. Mã 14. 250, một viên đá và một lưỡi mài hợp kim, độ mịn 800. Viên đá xanh này nó không to lắm. Nó hơi lớn hơn thằng cam chút xíu à. Cái này mài xong rồi bắt đầu đưa qua cái lưỡi mài hợp kim độ mịn 800 á là rất ok. Là xài như vậy là một cặp là ngon lành à. Mài này xong cái đưa qua độ mịn 800. Này còn 146 nha. Cốt cũng
cái lỗ cốt này đang 12 ly 7 nha. Xài 10 ly thì phải đóng cái nòng nhựa mà vô nha. 12 ly 7. Đá nhựa á. Lưỡi hợp kim độ mịn 800. Đường kính là 150. Lỗ cốt là 12 ly 7 nha. 12 ly 7. Xài cốt 10 ly thì phải gắn cái nòng nhựa vô nha, gắn nòng nhựa. Mã số 14 250. Mã số 15 là hai lưỡi mài hợp kim. Độ mịn 800 và độ mịn 320. 150 nhân lỗ cốt là 12 ly 7 nha. Đường kính ngoài là 150. Này là độ mịn 320. Mấy anh xài phải có hai lưỡi. Lưỡi này để mài cho nó mòn trước rồi mới đưa qua lưỡi 800. Chứ mấy anh xài có lưỡi 800 này không không hiệu quả nha. Nó mài chậm dữ lắm. Phải mài này trước rồi mới đưa qua 800 thì mài nó mới rút ngắn thời gian. Và nó bền lưỡi nữa. Mấy anh mài thô mà mấy anh đưa qua lưỡi 800 này thì cái lưỡi này nó mau mòn. Nó lâu đó. Càng mịn, càng nghiễn chừng nào thì nó ăn chậm chừng đó. Nhưng mà nó sẽ sắc bén hơn. Độ mịn càng cao thì nó sẽ sắc bén và bóng. Mã 15 250k. Máy khoan Hitachi. Điều tóc chế độ 1-2, có khoan búa chỉnh đây, khoan búa. Mã số 16, 100V, 600W, 420. Máy ở đây mình bán là máy của Nhật không nha. Có máy của Mỹ nữa. Chứ mình không có bán hàng Tàu nha. Máy của mình không có máy hàng Tàu, mấy anh yên tâm. Có hai dòng tua đó. 300 đến 1.250 vòng trên phút và 500 đến 2.000 vòng trên phút là do mình chỉnh chế độ 1-2 nè. Anh chỉnh này nó hơi nặng thì phải lắc này qua nhẹ một chút nha. Đè xuống nha. Lắc này qua nhẹ một chút. Đó, tại vì nó chuyển nhông mà, chuyển nhông phải lắc vậy nhông nó mới vô được. Chuyển nhông. Đó khoan thường đó, con này khoan búa nè, khoan búa dặn này vô nè. Rất là nhẹ nhàng. Đầu kẹp 13 ly nha. Đầu kẹp 13 ly. Khoan búa mạnh lắm nha. Chỉnh thì ra là không khoan búa nè. Máy này bao chạy không có lửa nha, không có miếng lửa nào hết. Một máy khoan gốc Makita. Đầu kẹp mũi là 10 ly nha, gốc. Điều tóc nè. Này điều tóc.
Máy này không có đảo chiều, có điều tốc. Mã 17, 100W, 300W, 350K. Ba phẩy hai ba dây Makita nha. Máy này chạy không có lửa đâu, bao chạy không có lửa nha. 350K. Mã số 18, một cây cưa lọng 115V 3A. Nó không có ghi công suất nha. 115V này là của Mỹ hoặc là của Anh nè. Boss Mỹ, Boss Anh gì nè. Em còn đầy đủ hết trơn á. Sinila cỡ gì? Xít dê lăng. Xít dê lăng. Là made in xít dê lăng. Máy này cho châu Âu xài nè. Có cái mọc UL. Máy này máy mới, thấy mấy anh bán giá cứng lắm nha. Máy mà không có điều tốc là 1,8 triệu nè. Máy mà có điều tốc là 2,5 triệu. Giữ khủng. Có 3 cấp đá lưỡi nha. 3 cấp đá lưỡi. Ở trên mạng mình thấy có bán cái lưỡi dài nè. Mấy anh cần xài lưỡi dài thì mua lưỡi dài gắn vô. Bây giờ mấy anh muốn mở cái lưỡi này ra ha, đưa cái vít miệng nhỏ ra đây, hơi dài dài mới được nha, cái vít miệng á, đút vô, nới lỏng cái con ốc, gân thận nha, nó là gân thận, nới lỏng con ốc, rồi mới lấy cái lưỡi cưa lọng này nè, xay ngang qua là mình rút ra, còn khi gắn vô á, cũng vậy, mình đút vô, rồi mình xay ngang qua lại, ha. Rồi xiết con ốc này lại nha, để nó không có văng lưỡi ra. Con ốc này để nó giữ cái lưỡi đừng văng ra. Rồi. Có 3 cấp đá lưỡi. Máy quá trời mới luôn, còn đẹp lắm. Không có một miếng lửa nào hết. Nhưng mà nó không có điều tốc nha. Máy này không có điều tốc. Có loại có điều tốc ở đây nữa nè. Điều tốc thì máy mới 2,5 triệu. Rồi, máy này còn quá đẹp luôn. Ủa, bán giá nhiêu chưa ghi vậy? 420. Có mấy máy mình mua máy con á, giá cứng. Máy mới 1,8 triệu mà chưa chắc là hàng xịn như máy này nha. 420. Máy này là máy xịn đó. Chắc cú là xịn. Boss này xài chừng nào mới hư, còn mới lắm. Còn quá đẹp.
Khi mấy anh cắt đường thẳng thì đừng có mở đá lưỡi. Mấy anh cắt đường cong thì mở đá lưỡi. Cong ít thì mở số 1, cong nhiều chút mở số 2, cong nhiều quá mở số 3 cho nó dễ cắt. Đá lưỡi là để cắt đường cong. Bốn trăm hai cây bu lông đầu 3/4 nha. Cái mũi nó kèm theo là mũi 19, cái đầu khẩu 19 Hitachi đảo chiều. Ở đây anh tắt đảo chiều, bao chạy không có lửa nha, tem chốt chút nha. Đó. Hai ngàn 100 vòng trên phút, 360W. Mấy anh mới vô xài đồ Nhật Bản nhớ phải có ổn áp mới xài được nha, không được ghim vô điện nhà 220 cái máy nha. Lâu lâu mình nhắc lại mấy anh mới vô sử dụng máy nồi điện Nhật là 100V á, 100V 110V mới xài được, phải qua ổn áp. Dây Hitachi đầu gơ nhẹ nha, gơ nhẹ thì không nhầm gì trơn á. Máy này gột trong còn đẹp lắm, 5 đồng còn quá đã. Đầu gơ nhẹ lắm, cái này là do cái đầu khẩu nó rộng nè, thấy không nè. Đầu khẩu này nhẹ quá, là lắc đầu khẩu nè. Còn ở trong là gơ rất nhẹ nha, gơ nhẹ hiểu à, không ăn nhầm gì nó trơn á. Máy có sử dụng rồi là phải có gơ nhẹ. 450. Mã 20, máy mài gốc Hitachi 100V 720W 330. Dây Hitachi má chạy không có lửa, yên tâm. Makita này đá 100 không nha. Con tua nãy nhiêu quên nói. Máy Hitachi nãy tua 12.000 vòng trên phút nha. Makita tua 12.000 vòng trên phút luôn, 100V, 720W, 330, tua 12.000 vòng trên phút, đá 100, công tắc đá đích, công tắc đuôi nha, nó đích nghe thấy ghê quá, dây Makita.
22 100V 720W 330. Dây Makita. Makita lưỡi 82 nha. Mấy máy này mấy anh thích xài mình mua dần bán thử. Mua con giá nó cứng à, cứng hơn mua ký. Hai mã 23. 100V 580W 420. Không mẻ. Không mẻ, dâm đây chút tí thì ti rồi nha. Dâm đây chút xíu rồi, rất ít. À, dưới này chút xíu nữa. Lưỡi 82. Một trăm volt 580W 15.000 vòng trên phút, lưỡi 82. Mã 23 420k. Mã 24 420k. 100V 480W 16.000 vòng trên phút. Ồ, máy này được 16.000, máy kia 15.000 vòng trên phút. 15, thằng này 16, thằng này 16.000 vòng. Lưỡi đẹp nè. Không mẻ. Không mẻ luôn. Mã 23 lưỡi mẻ chút xíu đó, bây giờ mình bán 400 thôi nha. Dầm chút xíu. Mã 23 sửa lại là 400k nha. Mã 23. Mã 24 thì là 420, lưỡi đẹp hơn nhiều. Không có mẻ dâm chút xíu nào hết. Rồi, không có dâm chút xíu nào hết.
mã 25, 100W, 840W, 450K, Makita lưỡi 110. Lưỡi 110, tua 16.000 vòng trên phút nha, 16.000 vòng trên phút. Cái máy này, cái đế nó bị nước mưa xâm nhập gỗ. Nước mưa xâm nhập gỗ. Lưỡi thì đẹp nè nha. Lưỡi đẹp. Có dâm nhỏ nhỏ. Đó, nè. Có dâm nhỏ xíu rồi nha, dâm nhỏ nhỏ. Mười một ampe, 16.000 vòng trên phút. Bộ lộ 1050W. Vậy là có máy 480W hả? 840W. Máy này mình lộn nha, 1050W nha. Mã 25, 100V, 1050W, 450K. Một ngàn không trăm năm mươi watt đây nha. 450. Mã 25, 100V, 1050W, 450K. Dây Makita nha. Không có lửa nha, bao luôn. Mấy anh thấy cái đế nó bị nước mưa xâm nhập thấy vậy á, nhưng mà gột trông đẹp nha. Lam đồng còn đẹp lắm, để mình tháo cho mấy anh coi luôn. Bữa nay ít máy làm từ từ được.
Lam đồng còn rất là đẹp. Không thấy hả ta? Đó, lam đồng còn rất là đẹp. Máy này mới xài có khoảng 1/4 cục than chứ nhiêu. Than mới mòn chút thôi. 1/4 cục than. Lam đồng rất đẹp nha. Để hồi mình ráp lại. Mới xài 1/4 cục than à. Mã 26 100V 840W 480k nha. 100V 840W lưỡi 110, tua là 16.000 vòng trên phút nha. 16.000 vòng trên phút. Lưỡi đẹp. Mình không hiểu nhà sản xuất nó sản xuất sao, không biết, ngộ rồi. Hoàn toàn giống y chang luôn, không có khác gì 1050W nha. Nhưng mà cái tem này nó lại là nó để là 840W, không hiểu. Coi như là nó không khác cái gì hết. Chỉ khác cái tem là nó để 480W. Ngộ thiệt. Không hiểu. Máy chạy không có lửa nha. Mã 27 100V 1050W 500k. Lưỡi không mẻ nha. Không mẻ. Đó. Nó có hơi nhầm nhầm tí một hai chỗ. 500k nha. Mã 28 550k 100V 1050W. Tự nhiên bị mờ với người ta. Mờ với không? Kỳ. Máy này kỳ, lâu lâu tự nhiên cái bị mờ chứ.
này, chiếc này phải đổi máy khác. Cái điện thoại này nó làm sao? Tự nhiên rồi mờ mờ. Lưỡi đẹp nha. Lưỡi quá đẹp luôn. Cái nó mờ mờ quá. Đi. Tháo cái chụp này ra không có chạy được nha. Nó kìm nó giữ hai cục than đây nè, tháo ra mà chạy cái nó văng hai cục than ra nha. Mã 28 550k. Mã 29 100W 1040W 550k. Sao tự nhiên mờ dữ vậy chả? Kỳ. Lưỡi đẹp nha. Lưỡi đẹp. Không mẻ. Mẻ dầm chút xíu. Dầm chút xíu. Dầm xíu xíu à. Đi hi ta chi. Chứ sao mình phải đổi cái máy quay khác rồi, máy này kỳ quá. Tự nhiên tối nữa. Máy cắt gỗ đời cao nha. Mã 30 100W 1050W 450k. Tem quá đẹp luôn. Máy này mình mua con nó hơi cứng. Dòng tua của nó là 5000 vòng trên phút, 11A. Lưỡi 160 đến 165 nha. C6UB3 Hitachi. Máy quá đẹp luôn. Có hai đèn nha. Lưỡi Makita đẹp luôn. Lưỡi hợp kim là khỏi chê luôn. Lưỡi kim khỏi chê, giống như là chưa xài luôn. Không có mẻ một chỗ nào đó nha. Đó, lưỡi kim vậy đó. Không mẻ một, không mẻ ra nào hết. Đi trang vậy hết. Lưỡi kim quá đẹp. Makita. Máy bị cái niệm im này nó bị gắt đây lỗ này. À, cầm cho nó im tay rồi hoạt động hoàn hảo hết nha, không có lửa. Sợi dây nguồn nó kèm theo nè, không biết sao nó đi dây này, không biết nữa mà riêng nó luôn mà đi.
hai đàn. Ủa, sắp đèn nè, đèn nè. Sợi dây dài luôn á, 4 mét. Ê, sợi dây dài 450 nha. Mã 30, 450k. Máy mấy dài nhắm tăng này mình cũng mua con đó, giá cứng 100V 850W 800k nha. Mã 31, chà te này nó cũng sơn màu bạc mà nó bị sét ngay chỗ mấy cái lỗ này, thấy xấu quá, mình xịt sơn bạc lên cái cho nó đẹp nha. Nút chỉnh với nhắm tăng ga vô Makita tem đẹp. Một trăm won 953 50-60 hạt 850W, dòng tua của nó là 360 vòng trên phút, giấy nhám tăng 76 ly, nhơn 533 ly. Cái nhám tăng này mình đang làm là 8 phân à, 8 phân là 800 ly. Tăng đưa nó mở ra, nó thu lại để thay giấy nhám nha, kéo cái cần này ra này nha. Rồi, tép máy. Cái máy này miếng sắt này nó mất tiêu rồi nha, mình cắt miếng tôm để vô nha. Cái này nó không quan trọng, bình thường thôi. Mài gỗ, mài sắt gì cũng được chứ. Mã 31, 800k. Mã 32, cùng đời luôn nhưng mà nó xuất sắc hơn, cứng cáp hơn. 100W 850W 900k. Mấy máy này mình mua con mắc, bán rẻ bán không được.
máy kia nó chỉ nó máy kia nó không có cái miếng sắt này nè, rồi mình cắt miếng tôm mình gắn vô nha, cái này bình thường thôi, làm nó chịu thôi, miếng đó không có gì quan trọng nha. Chín trăm k mã 32. Yamashita. Có cái clip mình chia sẻ làm giấy nhám á, mình mua giấy nhám cuồn vậy, mình làm cái này mình làm 80 mà giấy nhám cuồn nó không có bán 80, mình mua bằng tắc, mình đo 80 mình xé ra bỏ xé chiều xu này rất là dễ nha, xé cái nó chặt tét liền, mà nó dạ, chiều ngang này xé không được phải cắt nha, nó dai lắm. Mấy anh để máy theo chiều mà dài nhất, không cần coi thông số của máy. Mấy anh đo cái bu ly này, bu ly mà dây cua go, bu ly chánh á, còn bu ly trước là bu ly phụ, cái lulo sau là lulo chánh, lulo trước là lulo phụ nha. Đo lulo sau mà nó dài nhiêu thì mình làm giấy nhám nhiêu. Đo lulo này 8 phân mình làm 8 phân, khỏi cần coi thông số, rồi mình mới đặt giấy nhám vô, mình đo chiều dài của nó, đo chiều dài nó làm dấu bằng tới đây ha, muốn làm dấu đâu miễn sao đo chiều dài căng thiệt căng nha. Bàn xong mình cộng thêm 5 phân nữa, ví dụ mình đo chiều dài được như vậy, mình cộng thêm 5 phân nữa nha, rồi mình cắt ngang á, nhớ cắt là cắt phải có thước IKEA, cắt cho nó thẳng ăn ke ha, đừng có bị cắt xéo nha, đo bằng thước IKEA, cắt cho vuông góc. 5 phân là do mình giặt xéo 3 phân nha, đo 3 phân mình giặt xéo xuống, giặt xéo thì nó sẽ mất hết 3 phân. Rồi xong đó mình trồng mí, trồng hai cái mí là 2 phân nữa thì nó sẽ mất 2 phân nữa, là do đó mình phải cộng thêm 5 phân nha. Rồi dùng cái keo gồng vàng B66, gồng vàng B66 chùi sạch, chét nó lên cho nó gáo keo rồi dán lại, dùng ép gì á mấy anh tự chế, mình thì mình lấy hai miếng dán đơn giản mình ép vô, ép ngay mốt keo, mình có eto mình kẹp 15 phút lấy ra để qua đêm là xài, để cho keo nó khô thiệt khô là bỏ qua đêm mình lấy ra mình xài là an toàn, bao không bao giờ bị đứt ngay chỗ mối nối xéo đó, giặt xéo bao hơn mối nối giặt xéo bao phân nè, bao không bây giờ chọc cái chỗ này mòn hết rồi thay thôi. Còn mấy anh mà dán keo dán sắt là nó giòn nó gãy nha, xài thời gian ngắn là nó bị gãy ngang luôn á, đừng có dán keo dán sắt. Mã 33 100V 145W 750k máy mài hai đá của hình Sinco nha, Sinco của Nhật nha, tem
tem Shinko của Nhật nha. Đá 150. Shinko của Nhật. Mình tháo ra để mình chế cái đá gỗ nè. Và bên gắn mặt trà nhám này tháo ra gắn rồi nha. Rất là thông dụng nha, giấy nhám này mua thông dụng. Bên đây là lưỡi mài hợp kim, độ mịn là 800. Bên đây là đá gỗ, đây là trà nhám. Mấy anh về có thể là tháo cái mặt này ra nè, mài nó mới tiện nè, tháo bỏ mặt này ra luôn mài nó mới dễ. Mài lưỡi cưa, mài thép cứng. Khi mà mày dao rồi á, mày lưỡi nhám, cái giấy nhám này mày dao ngon lắm nha. Lấy nhám mật nhuyễn á, gắn vô mày dao ngon lắm. Nói chung là muốn mày cái gì cũng được nè, bên đây nè. Còn đây là chủ yếu là mày bóng nha. Mày bóng cho nó loại bỏ ba vi dính trên lưỡi dao, lưỡi kéo rồi đó. Mày bóng. Test máy nha. Này điện áp 110V, 100V, 100V, 110V xài được. Cái thằng giấy nhám này hơi quơ một chút nè ha. Giấy nhám này hơi quơ một chút là do mình chế cái con ốc này nó không đồng tâm nhiều. Nhưng mà vẫn mài bình thường không sao, do mình chế đồng tâm không tốt. Ghen ngược nha, bên đây là ghen ngược. Nhưng mà mình có thể mình bẻ bẻ mình chỉnh lại. Ồ nó chế lòng ta không tốt. Con ốc hơi quơ hả? Chiếc cứng là có thể nó được ha. Đỡ rồi. Thôi quên chút. Thằng này thì rất chuẩn mà thằng này nè. Con ốc đó nó không đồng tâm lắm. Cái này về mấy anh để mình căng lại chút xíu, căng cái con ốc này cho nó chuẩn lại chút xíu. Bớt quơ là căng được. Mình căng cho nó thẳng nhiều cái mình chích miếng keo vô. Sửa cái tâm nó lại một chút ha. Con ốc nó lợp tâm một chút. Rồi anh mài lưỡi cưa bên đây thử nè. Rất đã. Để nhẹ nhàng là nó sáng lên.
nhẹ nhàng và sáng. Bên đây là mài thép cứng nha, muốn mài gì mài nha, ăn nhuyễn á, 800 nó ăn nhuyễn. Còn bên đây là lý con dao nè, để mình gắn vô thử, mình lý cái chút xíu nó bóng ngới à. Lý con dao nè. Mấy anh có thể tha vô đây, tha trước một lớp để dành đó. Lơ cũng được nha, lơ phải ngâm dầu nha, dầu lửa trắng á, sạch 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 tha lơ. Lơ chùi bóng á, mấy anh mài cái này phải ngồi ngược lại nha. Mài nhẹ nhàng không cần đè gì hết. Mài đá gỗ này nó sẽ bỏ loại bỏ ba ria dính trên lưỡi dao, lưỡi kéo, lưỡi đục. Lưỡi bào nha, lưỡi bào gỗ rồi mài liếc trên đó là nó loại bỏ ba ria rồi được hết luôn á. Nhớ mài đừng có đè. Mà chút xíu là nó bóng lắm anh em, bóng cái lưỡi dao lòi bỏ qua via thế cho mình mài, mình liếc trên da bò nha, da bò tha lơ đó. Thế luôn mài gỗ. Bên giấy nhám này mấy anh muốn mài gì mài nè. Mài gỗ được luôn nha, mài gỗ. Mài sắt. Này mấy anh chế cái bàn cao bằng 1/3 giấy nhám vậy nè, cho có cái điểm tựa mài sướng lắm. Để mình canh cái con ốc đó cho nó đồng tâm lại một chút nha, cái đó thì cũng không quan trọng gì mấy, để mình canh lại. Còn anh nào tay nghề cứng về tự canh lại còn đã hơn nữa, còn thẳng hơn nữa. Rồi mình sẽ canh lại phục khắc phục cái quơ đó chút nữa.
mã 33, máy mài 2 đá 750k. Là mình kết thúc clip. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại clip sau.